Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Đây là Samsung Galaxy S10 cộng và đây thì mình đang có một cái ốp rất là đặc biệt. Nó đặc biệt giống như cái ốp của anh trai Tony Phùng ấy, tức là ốp của Tony Stark đó. Các bạn có thể hiểu nào cũng được. Thì đây là một cái ốp coverless và khi chúng ta lắp nó vào chiếc Samsung Galaxy S10 cộng này, nó sẽ có rất nhiều hiệu ứng hay ho. Và hay ho như thế nào thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ về cái ốp này nhé. Và chiếc ốp này thì mình mượn được ở bên Phong Vân Mobile, thế nên các bạn quan tâm có thể tham khảo thông qua link mình để phía bên dưới phần mô tả của video. Đầu tiên các bạn sẽ thấy nếu như thoạt nhìn qua về cái ốp này thì nó sẽ giống như một cái ốp thông thường mà thôi. Vẫn là một cái ốp lưng bóng các thứ và nó nhìn nó rất là bình thường. Và khi mà úp cái mặt lưng này xuống thì nó cũng sẽ có một lớp nhung để có thể là tránh xước cho cái mặt lưng của chiếc Samsung Galaxy S10 cộng. Và chúng ta sẽ có ở đây một chữ đó là LED cover model các thứ. Rồi ok, bây giờ thì mình sẽ trình diễn về cái ốp này để cho các bạn xem. Khi mà các bạn gắn chiếc ốp lưng này vào chiếc Samsung Galaxy S10 cộng thì lập tức chiếc S10 cộng nó sẽ hiện lên một dòng chữ thông báo, nó đã gắn LED cover. Các bạn hãy đi vào phần cài đặt, chúng ta sẽ đến với cài đặt tính năng nâng cao và đi vào phụ kiện. Thì ở đây chúng ta đã có lắp đèn LED. Và bây giờ thì mình sẽ trình diễn cho các bạn xem những thứ đó. Mình sẽ mở nó lên và mình sẽ để LED theo tâm trạng. Khi mà các bạn để cái LED tâm trạng như thế này thì tùy theo cái tâm trạng cảm xúc của bạn, vui buồn như thế nào thì nó sẽ lấp lóe lên những cái ánh rất là đẹp. Và nếu các bạn không muốn để những cái hình lấp lánh rất là bình thường như thế thì các bạn cũng có thể chuyển sang cái biểu tượng LED. Khi mà chuyển sang biểu tượng LED như thế này thì chúng ta sẽ có rất nhiều hình ở trong đây để cho các bạn có thể lựa chọn. Ví dụ như hình mặt cười này. Đó. Và chúng ta sẽ xoay lại. Các bạn thấy không? Nó sẽ từ một cái mồm bình thường chuyển sang cái mặt cười này. Và khi chúng ta chuyển sang trái tim sẽ là trái tim đập thình thịch. Và khi mà các bạn chuyển sang mạch thì nó sẽ là gì đây? Đó, rất là hay ho đúng không? Đây là một cái ốp mà mình thấy nó rất là hay, mặc dù ở bên trong nó không có pin, nó không có một cái gì cả mà nó vẫn có thể sử dụng hoàn toàn bình thường. Không biết là có phải sử dụng qua NFC hay không. NFC mình tắt hoàn toàn nha các bạn, không hề bật NFC. Các bạn có thể là bật tắt nhanh các chế độ ở trên đây. Ví dụ các bạn chuyển mặt cười hay là chuyển ra hình con chó ở ngay bên trong cái phần notification. Và nếu như các bạn muốn tắt nó đi thì các bạn cũng có thể vuốt nhanh nó xuống như này và bấm tắt. Khi đó chiếc ốp sẽ không còn hoạt động nữa và cái hiệu năng, cái thời gian sử dụng pin của chúng ta nó sẽ được cải thiện hơn. Cái gì đẹp cũng thế thôi, đẹp thì cũng đi đôi với những cái như kiểu là tốn pin hơn hay là cũng như là tốn tiền hơn. Và cái ốp này mình thấy đâu đó cũng khoảng tầm là 800-900 nghìn. Và trên đó là cái chia sẻ của mình về một chiếc ốp mà mình cảm thấy rất hay ho và nó có nhiều điều thú vị để cho chúng ta có thể lựa chọn sử dụng màu mè các thứ. Và các bạn thấy sao về chiếc ốp này, xin mời comment để lại cảm nhận của bạn ở phía bên dưới phần bình luận của video. Mình thấy thì cái ốp này nó hay ho hơn so với cái ốp Iron Man rất là bình thường, chỉ ốp vào có mỗi cái mặt Iron Man thôi, không đổi được một cái gì cả. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.